Thưa quý vị, sáng nay, Cơ quan Thường trú khu vực miền Trung, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đơn vị. Đến dự có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ. Về phía thành phố Đà Nẵng, có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Cùng dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường. 30 năm qua là chặng đường đầy gian nan, thử thách, nhưng rất đỗi tự hào của VOV miền Trung khi từng bước khẳng định vị thế trong lòng công chúng, phản ánh nhanh nhạy tình hình phát triển kinh tế xã hội, những thành tựu nổi bật trên địa bàn. Nhiều nhà báo của VOV miền Trung từng bước trưởng thành và đoạt nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi báo chí quốc gia, liên hoan phát thanh toàn quốc và báo chí của các bộ ngành địa phương. Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng, trân trọng những đóng góp của VOV miền Trung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19, truyền tải nhiều thông điệp về chủ trương, chính sách của thành phố, phản ánh, biểu dương nhiều tấm gương cá nhân và tập thể tiêu biểu. Đồng thời tin tưởng VOV miền Trung sẽ tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng hành, đóng góp cho sự phát triển của thành phố Đà Nẵng cũng như cả khu vực miền Trung. Dịp này, VOV miền Trung vinh dự đón nhận cờ thi đua của chính phủ, ghi nhận những thành tích tiêu biểu, đóng góp xuất sắc, dẫn đầu khối thi đua trong năm 2020.